Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay tại xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, làm 6 người trong một gia đình thiệt mạng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 7 tháng 7, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Lê Văn Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Anh thuộc xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, Bình Phước. Đến nơi, người dân phát hiện ông Lê Văn Mỹ sinh năm 1967, vợ Nguyễn Thị Ánh Nga sinh năm 1971, con trai Lê Quốc Anh sinh năm 2000, con gái Lê Ánh Linh sinh năm 1993. Hai cháu con em dì là Dương Ngọc Tố Như sinh năm 1997 và Dương Minh Dĩnh sinh năm 2001 bị trói tay giết chết. Cháu Dương Minh Dĩ bị sát hại cắt cổ ngay sát cổng sân nhà. Theo điều tra ban đầu thì các đối tượng đã sát hại cả gia đình trong đêm. Hiện trường có nhiều dấu hiệu chống cự của các nạn nhân từ trong nhà ra ngoài sân. Dữ liệu từ camera an ninh của một công ty nhà ông Mỹ cũng được thu giữ để làm rõ những người đã đến khu vực này vào thời điểm xảy ra sự việc. Theo người dân cho biết, gia đình ông Lê Văn Mỹ là một doanh nhân làm ăn phát đạt, người sống rất tốt, không có mâu thuẫn với ai, gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho an sinh xã hội ở địa phương. Con gái Lê Anh Linh sinh năm 1993 đang học đại học, con trai Lê Quốc Anh đang học trung học phổ thông. Hai cháu con em dì là Dư Ngọc Tố Như sinh năm 1997 và Dư Minh Chỉnh sinh năm 2001 ở cùng nhà.